Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị nghe bài đọc Đức tin rồi 33 năm sau. Vào một mùa đông tại xứ Do Thái, có ba nhà thông thái từ đông phương được Chúa mặc khải, đã dõi theo ánh sáng dẫn đường đến gặp Chúa hài đồng để thờ lạy và dâng lễ vật cho Ngài. Với sự soi dẫn của đấng Thượng Đế toàn năng, các nhà thông thái ấy nhận biết là Chúa Giê-xu con trời đã giáng sinh tại xứ Do Thái. Thời gian trôi qua vài chục năm sau đó, cả ba người đều đã già. Có một vị vẫn thường suy nghĩ về Chúa hài đồng và tự hỏi, không biết điều gì đã xảy ra cho em bé năm nào. Suốt đời ông không thể nào quên được cuộc hành trình với hai người bạn khoảng 33 năm trước để dõi theo ánh sao sáng dẫn đến hang đá Bethlehem. Nhà thông thái già không biết vị vua đã xuất hiện đó có cai trị dân Ngài hay không, vì thời đó chưa có những phương tiện truyền thông tin tức nhanh chóng nên ông không thể biết được. Vì vậy ông quyết định đi đến xứ Do Thái một lần nữa để hỏi thăm. Tại Jerusalem, có những vị lớn tuổi còn nhớ đến ánh sao lạ đã xảy ra khoảng 33 năm về trước, nhưng không ai biết gì đến em bé được sinh hạ dưới ánh sao đó tên là Giê-xu. Họ bảo rằng có nhiều người tên Giê-xu, riêng tại Bethlehem mọi người cũng không nhớ rõ. Cuối cùng có một cụ già nói với nhà thông thái như sau: tôi không biết ông Giê-xu Bethlehem, mà chỉ biết có ông Giê-xu người Nazareth, một người bị các nhà lãnh đạo ở đây bảo là ông nói phạm thượng khi xưng mình là con Đức Chúa Trời, nên cách đây mấy tuần đã bị người La Mã xử án thập hình, treo trên cây gỗ ở trên đồi Gô-gô-tha kia. Với một sự thất vọng chán chường, nhà thông thái nhập vào đoàn khách hành hương trở lại Jerusalem đúng vào ngày lễ ngũ tuần, chen lẫn vào đoàn người đang tạ ơn Đức Chúa Trời sau mùa gặt của họ. Nhà thông thái chú ý đến những người đang bao quanh một nhóm người. Tò mò, ông tiến lại gần và nghe có kẻ nói: tưởng gì chứ lại gặp mấy tay say rượu nói tầm phào. Nhà thông thái hỏi một người tự xưng là môn đồ của Chúa Giê-xu: vậy bây giờ Chúa Giê-xu đó ở đâu? Người ấy trả lời: Chúa Giê-xu đã sống lại rồi. Ngài thăng thiên về trời như lời Ngài đã bảo trước. Nhưng Ngài vẫn đang ở giữa chúng tôi và trong tâm hồn của chúng tôi. Ông có thấy không? Bây giờ chúng tôi là tai, mắt, môi, miệng của Ngài. Trong lúc đó, bỗng có một luồng gió mạnh và hình lưỡi lửa đổ xuống trên những người môn đồ của Chúa. Nhà thông thái bỗng thấy lại ánh sao sáng dẫn đến Bethlehem năm xưa, như xuất hiện một lần nữa, nhưng lần này ánh sao ấy chia thành nhiều ánh sao nhỏ khác, rơi xuống từng người. Kế đó, ông lại nghe một người trong nhóm đứng lên nói với đám đông những điều hết sức kỳ diệu mà ông chưa bao giờ được nghe. Người ấy tên là Phi-e-rơ nói rằng Chúa Giê-xu người Nazareth bị đóng đinh trên thập giá là con trời. Ngài đến thế gian chịu chết hy sinh để cứu chuộc loài người. Chúa chịu chết và chôn trong mộ 3 ngày. Đến ngày thứ 3, Ngài đã sống lại từ kẻ chết bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Sau sứ điệp đầy ơn của Phi-e-rơ, trong ngày đó có 3.000 người bằng lòng tiếp nhận Chúa và được nhận lãnh Đức Thánh Linh. Nhà thông thái chợt hiểu ra, Chúa Giê-xu là đấng cứu thế của nhân loại. Ngài không phải đến để làm vua thế gian như ông nghĩ. Và ông nhớ rõ những lời của Phi-e-rơ nói về những ngày sâu rốt: mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu.
trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa đến, và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Công vụ các sứ đồ đoạn 2, câu 20-21. Đến đây, nhà thông thái thấy nhẹ nhõm trong lòng. Ông biết mình phải làm gì, và thầm tạ ơn Chúa Giê-xu đã cho ông được đến Jerusalem để hiểu những điều này. Vâng, Chúa Giê-xu mà sứ đồ Phi-e-rơ đã nói đến trong ngày lễ ngũ tuần gần 2.000 năm trước là đấng sống đời đời. Trải qua 20 thế kỷ, nhiều môn đồ của Chúa cũng tiếp tục rao giảng về sự cứu chuộc. Đức Chúa Trời ban cho loài người qua niềm tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Tạ ơn Chúa, Ngài đã sống lại hiển vinh để ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin cậy Ngài. Xin Chúa tiếp tục ban ơn giúp đỡ để có thêm nhiều người được cứu vào các hội thánh Ngài. Amen. Chúa yêu thương bạn. Truyền đạo Trần Thị Ngữ.